sáng ngày 23 tháng 2, các lực lượng chức năng của quận Tây Hồ đã tiến hành cưỡng chế giải tỏa các cầu dẫn nhà nổi trên Hồ Tây. Ghi nhận từ sáng sớm nay, khu vực từ trường Trung học phổ thông Chu Văn An đến đầu đường Nguyễn Đình Thi đã được phong tỏa bằng rào chắn và biển cấm. Phóng viên của nhiều đơn vị báo chí chỉ có thể tác nghiệp phía bên ngoài hàng rào khu vực phong tỏa. Trên hình ảnh bạn đọc đang xem, các công nhân đang tiến hành tháo dỡ cầu dẫn thuộc nhà nổi Potomac. Máy cẩu và các trang thiết bị cũng được huy động để phá dỡ phần cổng chào và các hạng mục liên quan. Đây là nhà nổi đầu tiên trong số 4 nhà nổi bị cưỡng chế giải tỏa trong sáng nay. Trước đó, đồng ý với chủ trương di rời các du thuyền về vị trí tập kết và tháo dỡ. Tuy nhiên, 4 doanh nghiệp kinh doanh du thuyền ở Hồ Tây đề nghị Hà Nội hỗ trợ tài chính. Được biết, 4 doanh nghiệp kinh doanh du thuyền trên Hồ Tây đã có đơn kiến nghị trước thời điểm Ủy ban Nhân dân phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ cầu dẫn, sàn cứng khu vực bến thủy nội địa của các du thuyền.